Xuất sắc luôn.
anh xuống kéo anh nha Phước. Dạ. Làm anh cạn queo à, đâu có sâu như đồng tính gì đâu. Làm vậy sâu gì? Ba thành cái ghê. Sáng buổi học trò hả? Thằng cao á, thứ sáu á. Kéo cào với mấy ông kia chán quá ha. Chán quá. Nản. Vô làm thấy mất nản. Vô đụng mấy cái đầm nhiều hơn. Mấy chị gì cũng kéo không? Đó đi qua biển mà chết qua. Đang lên tàu. Ngày còn hai con thôi. Màu đẹp không? Oh,
lưới còn cực kỳ luôn các chú anh chị em mình. Đẹp lắm. Mấy anh này kéo cào hay lắm nè. Bữa nay em canh chợ thứ bảy á, em vú một tỉa, bữa nay em tỉa 90 thùng gì đó. Chị cũng hơi á. Đẹp tuyệt vời chưa? Làm xong cho đúng. Xong rồi, xong nổi. Tháng nữa thì đi lên ngoài, tháng nữa. Cào chuột của nhà mình đó là tôi tiếp theo. Ủa chàng dữ vậy? Đủ chưa? Đủ chưa? Giác nữa đó. Dầu quẹ đỏ đẹp ghê.
Từ hôm nay em mạnh là đúng ha, nó không bị gân gì hổm đó. Ít hả? Màu này đẹp. Hả? Vậy đó, nó có bị yếu không? Kéo lên nó bị không? Vô đá rồi sửa sàn đi vậy, cái lát nữa là tụi em đi. Tôm này chợ ngon lắm nghe cô chú anh chị em mình, giá nó ngon lắm á. Đây canh chợ thứ bảy nữa nè, để sáng này thế nào về tụi em xuống view lại cho cô chú anh chị mình xem. Thấy anh Phước anh đi chơi đốc má tới nữa, xuất sắc chưa? Mấy ông kia rồi thua, giờ này vẫn còn ống giờ này còn thọt. Mới giờ lên cái ào nữa không? Cào tới nữa rồi, xuất sắc chưa? Mấy ông kia cái quải luôn. Vô cái kia tháo quạt hả? Vô cái thấu quạt à, trời ơi, đủ thấy nó nản gì đâu á. Anh mấy anh này kéo cào là xuất sắc luôn rồi chú em. Hứa nước hiện của em là nó 2 mét á, mà anh đi là không dây luôn đó, rất là tuyệt vời luôn. Anh là kéo thôi. Không kéo dở lắm. Mà bây giờ anh thấy kéo này giờ cái bên kia kéo thấy nản à. Chán thiệt. Cái này lên hên chợ được rồi. Mạnh rồi, tôm này là mạnh. Nuôi tôm siêu sạch luôn mà. Mùng 2 có tôm hả? Mùng 2 có một đêm hay ngày? Nó về đi, nó về khoảng 10 giờ. Cùng mốt hả? Cùng mốt á. Chở anh Út ở đây anh cũng cũng đặt chung em chung mẹ anh Sáu luôn của chú chị mình. Tàu vô đó kìa. Tàu chứ mẹ tàu. Ảnh ké theo mẹ của mình luôn. Thì mùng 2 tụi em cũng về. Ủa mẹ chưa. Nuôi tôm kéo tôm thì thu tôm như vậy là bán mà có giá nữa, nó mê lắm luôn chú anh chị em mình. Đó, anh này là anh kéo vào hay lắm nè. Hai ông kia nãy giờ chắc được 3 thùng. Rồi tụi em cũng đủ hết rồi đó. Tôm quá đẹp. Cái ao mà 60 mấy ngày của tụi em bữa nay nó về nó lột quá lột luôn chứ em.
Xong hả? Nha nè. Tôm đẹp ghê được chưa, xuất sắc luôn nè, đó đỏ ao luôn, lên màu rất là đẹp. Muối đá vô, ướp đá lên cho nó lạnh gây mê. Hai anh em mình xin kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị em rất mình nhiều luôn. Đó, thường ủng hộ hai anh em mình nha, thì trong cái hành trình của tụi em á làm như thế nào đó thì mời cô chú anh chị em mình cùng theo dõi với hai anh em mình. Thì đó, bữa nay á, thì sáng em sẽ đăng cái clip này lên á, thì có gì em sẽ công khai cái giá cho cô chú anh chị em biết luôn. Rồi, hai anh em xin chào tạm biệt. Rồi, chào các coi.